Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì Long đang có mặt tại nhà bếp chuyên nghiệp kiểu mẫu của MM Mega Market. Và tại gian bếp này thì sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thật nhiều món ăn theo từng chủ đề. Và chủ đề của ngày hôm nay mà Long muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là món ăn dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Lòng tráng trứng